Chiến tranh Đông Dương lần 1. Ngày 19 tháng 12 năm 1946, chiến tranh Đông Dương chính thức bùng nổ dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản. Ông bắt đầu chỉ đạo cuộc đấu tranh vũ trang kéo dài 9 năm chống lại sự tái chiếm Việt Nam của quân Pháp. Từ năm 1945 đến năm 1954, trên cương vị Tổng Chỉ huy và Tổng Chính ủy, từ năm 1949, đổi tên gọi là Tổng Tư lệnh Quân đội kiêm Bí thư Tổng Quân ủy. Không được đào tạo tại bất kỳ trường quân sự nào trước đó, không phải trải qua các bậc cấp quân hàm trong quân đội, Võ Nguyên Giáp được phong quân hàm đại tướng vào ngày 28 tháng 5 năm 1948 theo sắc lệnh 11. Ký ngày 20 tháng 1 năm 1948, ông trở thành đại tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam khi 37 tuổi. Sau này, trả lời phóng viên nước ngoài về tiêu chí phong tướng, Hồ Chí Minh đã nói: đánh thắng đại tá, phong đại tá; đánh thắng thiếu tướng, phong thiếu tướng; thắng trung tướng, phong trung tướng; thắng đại tướng, phong đại tướng. Cùng đợt phong hàm của Nguyễn Bình được phong trung tướng, Nguyễn Sơn, Lê Thiết Hùng, Chu Văn Tuấn, Hoàng Sâm, Hoàng Văn Thái, Lê Hiến Mai, Văn Tiến Dũng, Trần Đại Nghĩa, Trần Tử Bình được phong thiếu tướng. Tháng 7 năm 1948, Võ Nguyên Giáp giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, kiêm Tổng Chỉ huy Quân đội Quốc gia và Dân quân dân Việt Nam. Tháng 8 năm 1948, ông là Ủy viên Hội đồng Quốc phòng tối cao vừa mới được thành lập. Từ tháng 8 năm 1945, Võ Nguyên Giáp là một trong năm ủy viên Ban Thường trực Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương và trở thành ủy viên Bộ Chính trị, thay thế Ban Thường vụ Trung ương Đảng Lao động Việt Nam từ năm 1951. Như các danh tướng Việt Nam trong lịch sử, Võ Nguyên Giáp chú trọng nghệ thuật lấy ít địch nhiều, lấy yếu chế mạnh, lấy thô sơ thắng hiện đại. Tư tưởng quân sự nổi tiếng của ông có tên gọi là chiến tranh nhân dân, kế thừa quan điểm quân sự Hồ Chí Minh, tinh hoa nghệ thuật đánh giặc của Tổ tiên, tri thức quân sự thế giới, lý luận quân sự Mác Lênin và được đúc rút kinh nghiệm cá nhân, được liên tục cập nhật trong nhiều cuộc chiến tranh, mà nổi bật nhất là chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ. Trong 9 năm trường kỳ đánh Pháp, Võ Nguyên Giáp đã có những sáng kiến quan trọng để phát huy sức quân sự và đã trở thành những kinh nghiệm quý báu như đại đội độc lập, tiểu đoàn tập trung, với chuyên gia quân sự Trung Quốc sang giúp huấn luyện quân đội. Ông chỉ đạo chiến sĩ học tập, tiếp thu nghiên cứu kỹ phương pháp của nước bạn, đồng thời nhắc nhở cán bộ, sĩ quan phải ghi nhớ việc tiết kiệm sinh mạng bộ đội do Việt Nam là nước thu nhỏ không thể nuôi nhiều quân. Năm 1954, Võ Nguyên Giáp được Hồ Chí Minh và Đảng Lao động tin tưởng trao cho quyền chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ. Trước khi ra trận, Hồ Chí Minh đã dặn dò cho chú toàn quyền chỉ huy, trận này chỉ được thắng không được thua, vì thua là hết vốn. Ông tự tin lên kế hoạch và chỉ huy 4 trong 6 sư đoàn bộ binh khi đó của Quân đội Nhân dân Việt Nam là 308, 304, 312 và 316, và đại đoàn sơn pháo 351 tấn công Điện Biên Phủ. Sau 56 ngày đêm, đội quân nhà Nghề được trang bị hiện đại của Liên hiệp Pháp bị đánh bại. Chiến thắng này đã đặt dấu chấm hết cho quyền lực của người Pháp tại Đông Dương sau 83 năm và đưa Võ Nguyên Giáp đi vào lịch sử thế giới như một danh nhân quân sự Việt Nam, một người hùng để các nước trên thế giới, của các nước thế giới thứ ba đang bị thực dân châu Âu đô hộ, những người dân bị nô dịch đã xem Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp là thần tượng để hạ quyết tâm lật đổ chế độ thực dân, xây dựng nền độc lập của riêng mình.